Anh nói cái tiệc này đối với anh đã rất là đặc biệt rồi. Và em cũng xin nhắc lại một lần nữa là còn có vài tháng nữa thôi là một cái đám cưới của hai chàng trai sẽ được diễn ra. Cho nên em muốn làm một cái điều đặc biệt này trước khi chúng ta đám cưới. Mà điều đặc biệt đó nó không phải nằm ở cái buổi sinh nhật của anh. Hà Chí Quang đồng ý làm bạn đời của em suốt cuộc đời này nha. Còn thở là còn yêu nha. Trời đất ơi, cái này á, thường là Quang phải làm điều này. Còn thở là còn yêu. Chỉ khi nào mà anh ngừng thở thì anh hết ở bên em. Giáng xuống tuyệt vời, xuống đã đến bên người, xin người hãy cùng anh vui xuống, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuống tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng anh yêu xuống. Còn nhớ phút giây gặp gỡ. Bạn đời của em suốt cuộc đời này nha. Còn thở là còn yêu nha. Trời đất ơi, cái này á, thường là Quang phải làm điều này. Còn thở là còn yêu. Chỉ khi nào mà anh ngừng thở thì anh hết ở bên em. Đây là lần đầu tiên mà em cầm cái micro em rung như thế này. Vậy cuối cùng là có đồng ý chưa mọi người? Anh có đồng ý chưa? Người ta nói á, trời ơi, thật sự là ngu gì mà không đồng ý. Quang đã nói rồi,
khi nào Quang hết thở thì hai đứa mình mới nhau thôi, xa đoạn thôi. Thì sự đối với Quang như vậy là cuộc sống khi mà đó Đoàn đến với Quang trong cái thời gian đó là một cái thời gian là mình hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác rồi. Tưởng chừng như là mình sẽ không bao giờ có cái hạnh phúc, tưởng chừng như mình không bao giờ có một cái gia đình đúng nghĩa đối với lại LGBT so với lại những gia đình bình thường, những mái ấm bình thường. Nhưng mà thì tụi Quang cũng có được một gia đình đúng nghĩa, có hai thiên thần. Quang nhớ là ngày hôm kia thôi, cách đây có 2 ngày là má Quang có nói một câu. Mọi người xung quanh nói là ca ca muội muội may mắn, ca ca muội muội có phước mới vào gia đình của Quang và Đoàn. Nhưng thật sự má nói, má chỉ nói một câu, má nghĩ khác. Má kêu hai đứa con mới có phước khi nhận được hai thiên thần, và hai đứa con mới có phước khi đón nhận được quá nhiều tình cảm của tất cả mọi người, ngay cả những cô chú, những bạn bè, những người mà không phải là ruột thịt, những người mà có thể là trước đây chưa biết về LGBT mà tụi con nhận được điều đó. Thì ngày hôm nay đối với Quang, ngoài cái sinh nhật quá đặc biệt này, thì đối với Quang đeo trên tay là chiếc nhẫn đính hôn cầu hôn. Chiếc nhẫn đính hôn của tụi Quang thì nhỏ thôi, chút xíu xíu, nhưng mà không, cái nhẫn cầu hôn nó quá bự. Anh đồng ý suốt cuộc đời. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muốn hát rất hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy để cho mỗi em ngất ngàn, người đến cho tình anh chờ mơ muôn hoa tình hơn, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời say đắm cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương, mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhé em yêu, mang hạnh phúc tuyệt vời khi về đừng quên nhé em, còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân đồng trái. Vô phòng đây thì bác sĩ sẽ bắt đầu lấy đèn để soi tai nè, mũi nè, họng nè, coi có vấn đề gì hay không. Rồi sau khi mà soi xong rồi đó, bắt đầu mình mới vào phòng để mình chích ngừa. Giảm vía cái là hai đứa con của Đoàn á, tay chân rất là tinh nghịch nha, đứng lúc nào cũng nhảy nhót và hay chụp những cái đồ vật xung quanh. Đó là một sự phát triển rất là tốt về cho bé, đó là bác sĩ nói. Dạ, trước khi vô chích ngừa thì thật sự lúc nào Đoàn cũng lo là Đoàn sợ con mình đau. Mà Đoàn nghĩ là ai mà đã có gia đình, đã có con thì mọi người cũng sẽ biết cái cảm giác này. Cứ mỗi lần mà bác sĩ chuẩn bị đưa cái kim vào một cái là thật sự là trong lòng mình rất là đau á. Bé ngày xưa mỗi khi mà, mọi người nhớ không, mỗi khi mẹ mà đánh con hay là ba đánh con á, là ba đánh con mà ba đau, mẹ đánh con là mẹ đau. Thì bây giờ khi mà mình có con rồi á, thì mình mới biết cái cảm giác này á. Con mình đau 1 và mình đau 10 á cả nhà. Bây giờ ca đã chích xong rồi thì chích vào một cái đau khóc é là một cái, ấm lên một cái là im liền à. Trời ơi, coi cái mặt miếu máu kìa, cưng ác không. Trời ơi trời, cưng quá, thương con quá à. Con trai cưng đã chích xong rồi, bây giờ tới con gái cưng nè. Đó, cưng không cả nhà ơi, con gái lúc nào á cũng ngậm cái tay ngón tay cái gì đó. Mà em nghe nói là ngậm ngón tay cái là thương cha, bởi lúc nào cũng quấn cha vậy hết trơn á. Đó, bây giờ bác sĩ chuẩn bị chích. Cứ nhìn mà cảm giác nó bị khó chịu trong người á. Trời ơi, thương chưa cả nhà. Nhưng mà đựng cái mũi vừa chích xong á thì dán lại á, anh Quang ẩm lên cái là nín liền. Đó, chuẩn bị nín rồi nha. Yeah, thành công chưa? Cái mặt khóc kìa, xấu xí quá đi. Chích xong rồi, bây giờ mình sẽ ra phòng, mình ngồi chờ tầm khoảng 30 phút.
coi bác sĩ thăm khám lại coi cái chỗ chích đó có bị vấn đề gì không, hoặc là ca ca mũi mũi có bị nóng sốt hay không. Sau khi chờ đợi 30 phút xong rồi thì bắt đầu gia đình sẽ di chuyển ra xe và đi về nhà. Thế là hôm nay ca ca mũi mũi đã tròn được 6 tháng tuổi rồi. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cô chú anh chị đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ gia đình nhỏ ca ca mũi mũi Thanh Đoàn và Hà Chí Quang. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào.